Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay em xin có cái một chút ý kiến về việc ca sĩ Duy Mạnh bị phạt 7 triệu rưỡi đồng Việt Nam về những phát ngôn không chuẩn mực của ca sĩ Duy Mạnh trên trên mạng xã hội Facebook. Thì qua cái sự việc này á, mình có cái nhận xét như sau. Thì mình thấy cái luật pháp ở Việt Nam á, công bằng, mọi công dân đều công bằng trước cái luật pháp Việt Nam, cho dù cái người đó. Dạ chào anh Kiên Trịnh. Luật pháp Việt Nam công bằng với tất cả mọi công dân, mọi công dân của Việt Nam đều công bằng trước, đều có cái công bằng trước trước pháp luật của Việt Nam. Thì cho dù người đó là ở vị trí là ủng hộ chống đối chính quyền, hoặc là cái người đó là ở vị trí là ủng hộ chính quyền hay chống đối chính quyền, nhưng khi có những cái hành vi vi phạm pháp luật thì được xử, được pháp luật xử phạt giống nhau, như nhau. Thì nghệ sĩ Duy Mạnh là một người phải nói là công khai đứng ra ủng hộ nhà nước Việt Nam, chống lại những cái luận điệu mà nói luận điệu là xuyên tạc hoặc là công kích nhà nước. Thì ca sĩ Duy Mạnh có những phản biện đối với những người mà có những cái lời nói mà công kích chửi bới chính phủ. Thì con chào Bác Cầm, chào Hùng Minh. Thì nhạc sĩ Duy Mạnh, ca sĩ Duy Mạnh, ca sĩ nhạc sĩ Duy Mạnh có những phát ngôn là đúng rồi anh Kiên Trịnh, bình đẳng trước pháp luật. Thì ca sĩ Duy Mạnh là một người thẳng thắn, anh ta nghĩ sao nói vậy thôi. Thì cũng nguyên nhân là cũng vì anh ta bức xúc trước cái con chào Bác Cầm Nguyễn. Nguyên nhân là anh ta là ca sĩ Duy Mạnh bức xúc với những người mà phải nói là chống cộng, chửi bới chính quyền, thì anh ta lên phản biện. Và có nhiều khi thì quá bức xúc thì anh ta có những cái phát ngôn mà không có chuẩn mực. Thì đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng mà có một cái là mình thấy cái khi mà xử phạt, khi mà các cơ quan chức năng xử phạt những người như ca sĩ Duy Mạnh thì phải tìm hiểu và điều tra nguyên nhân vì sao mà ca sĩ Duy Mạnh có những bức xúc, có những phát ngôn không chuẩn mực trên mạng xã hội. Thì nên các cơ quan chức năng ở đây là như là cái cục biểu diễn nghệ thuật của thành phố Hồ Chí Minh gì đó, thì nên phải tìm hiểu, phải điều tra kỹ cái nguyên nhân dẫn đến cái bức xúc của Duy Mạnh, chứ không có như cái kiểu phải nói nếu mà xử lý thì xử lý phải cho có công bằng, hợp tình hợp lý, chứ không như cái kiểu mà cha mẹ khi thấy mà con của mình mà đánh lộn với con hàng xóm thì mang con mình về nhà mà đập, thì cái đó cũng không có công bằng. Mình phải cái tìm hiểu cái nguyên nhân vì sao. Thì những người mà như ca sĩ Duy Mạnh mà đứng lên công khai ủng hộ chế độ, bảo vệ chế độ thì rất đáng được trân trọng. Thì những người như Duy Mạnh thì phải được bảo vệ và phải nói là ủng hộ. Tại vì ở Việt Nam mình thì có rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, nhưng mà
những người mà can đảm đứng lên mà ủng hộ chế độ, bảo vệ chế độ như Duy Mạnh rất là hiếm. Thì mình chỉ thấy có một vài trường hợp điển hình như ca sĩ Duy Mạnh, rồi ca sĩ Khắc Tiệp, chào Thúy, rồi ca sĩ Sơn Tùng MTV. Thì mình thì có thể gì về âm nhạc thì mình không có theo dõi những ca sĩ đó nhiều. Ừ, mình khỏe Thúy, cảm ơn. Nhưng mà về cái lĩnh, về cái vấn đề xã hội, là một con người của công chúng, nhưng mà mình rất chào Diệu Sang. Về một con người của giống như là những nhạc sĩ, ca sĩ Duy Mạnh, rồi ca sĩ Khắc Việt, rồi Sơn Tùng MTV. Thì về phương diện mà công chúng, người của công chúng, thì mình cảm thấy rất là khâm phục những người đó. Vì những người đó, chào Diệu Sang, những người đó phải nói là rất can đảm xử phạt ca sĩ Duy Mạnh, vì là vì ca sĩ dùng lời lẽ phản cảm, vì ít ra Duy Mạnh là người của công chúng chứ không xử phạt về nội dung. Thì đúng rồi anh Trịnh Kiên, thì cái đó là cái qua cái vụ việc đó thì nó cho thấy là cái pháp luật Việt Nam, đất nước Việt Nam là một nhà nước pháp quyền, mọi công dân thì có quyền bình đẳng với pháp luật, ai vi phạm thì cũng phải bị chịu chế tài của pháp luật. Thì em đã nói là cho dù là người đó là chửi bới chính quyền, hoặc là người đó là ủng hộ chính quyền, nhưng mà về vấn đề của Duy Mạnh, em muốn cái ý kiến của em á, là những cái cơ quan chức năng á, chào bạn Thanh Phong Nguyễn, những cái cơ quan chức năng á, khi mà xử lý thì khi xử lý một cái trường hợp giống như Duy Mạnh thì phải hợp tình hợp lý, phải điều tra, tìm hiểu nguyên nhân vì sao mà Duy Mạnh có những cái bức xúc dẫn đến dùng những lời lẽ thiếu kiềm chế, không có chuẩn mực trên mạng xã hội. Thì em cũng nói, em xin nhắc lại một lần nữa cho các bạn, các anh chị vô sau, thì cho nên tránh cái trường hợp mà cái cơ quan chức năng thì lại xử lý nặng những người mà như Duy Mạnh. Còn những cái bọn mà chửi bới chính quyền mà, hoặc là xúc phạm chính quyền, chửi bới chính quyền, xúc phạm lãnh đạo thì lại được bỏ qua. Giống như một cái thời gian gần đây thì có rất nhiều người ở Việt Nam mà phải nói là mình tạm gọi là cờ đỏ, có nhiều trường hợp đã bị đám mà phải nói là chống phá nhà nước, phải nói là bọn phản động, tạm gọi là bọn phản động, thậm chí là đánh, hành hung, làm ảnh hưởng tới những cái cuộc sống sinh hoạt của những người cờ đỏ đó. Thì mình thấy mình rất là bức xúc, trong khi đó là những người cờ đỏ đó là phải được các cơ quan chính quyền, phải được các đoàn thể bảo vệ, tại vì những người đó là những người mà đứng lên, ta có tiếng nói đấu tranh để bảo vệ quê hương đất nước, thì những người đó cũng phải được sự bảo vệ của pháp luật. Theo ý kiến của riêng mình thì những người mà yêu nước, là ủng hộ chính phủ, chính quyền thì chân chính thì người ta không có đòi hỏi những cái, không có yêu cầu những cái ưu tiên hoặc là những cái đặc quyền đặc lợi từ nhà nước, từ cái cơ quan chức năng đâu. Cái mà người ta muốn là được sự bảo vệ của nhà nước, bảo vệ của pháp luật. Chứ khi mà người ta đã là một người yêu nước hoặc là người ủng hộ cái chính quyền thì người ta cũng không có cần thiết phải được những cái đặc quyền đặc lợi ưu tiên gì của nhà nước. Người ta chỉ cần là được cái sự bảo vệ của pháp luật. Đúng rồi ca Trương, mình hy vọng cái vụ việc mà phạt Duy Mạnh này giống như là một cái ví dụ điển hình
để cho hai bên đều thấy, nếu mà ai vi phạm pháp luật thì cũng sẽ bị xử lý, mặc dù cái người đó là ủng hộ đảng và nhà nước hay là những người mà chống đối nhà nước, thì pháp luật công bằng, mọi công dân đều có công bằng trước pháp luật. Các cơ quan chức năng trong nước đôi khi áp dụng chế tài xử phạt hành chính còn máy móc, chưa đồng nhất. Thì đúng rồi anh Trịnh Kiên, có nhiều khi anh thấy là những người có những bọn mà hàng ngày lên livestream chửi đảng, chửi lãnh đạo, chửi nhà nước, mà khi mà đưa giấy phạt cho nó thì nó cũng không thèm lên nữa. Nhiều khi đưa giấy phạt rất là nhiều lần nó cũng không thèm tới mà làm việc với các cơ quan nhà nước nữa. Mà trong khi đó những người như anh Duy Mạnh thì ảnh thực hiện đầy đủ cái nhiệm vụ của ảnh phải làm. Thì khi mà đưa ra mức phạt thì ảnh không phạt. Thì theo em thì những người mà giống như anh Duy Mạnh thì có một cái chút gì đó là bị thiệt thòi, hoặc là những người mà nói là nhưng gọi là cờ đỏ yêu nước là bị thiệt thòi, người ta chấp hành pháp luật, chấp hành cái sự mà xử lý của pháp luật khi mà người ta vi phạm pháp luật. Còn những cái bọn mà kia thì như em nói, cái nhiều khi được cơ quan chức năng mời lên làm việc mà nó cũng không thèm lên nữa. Rất nhiều là trường hợp, có nhiều những, thậm chí có nhiều ông linh mục cũng vậy. Thì em, cái ý kiến của em là em muốn nói lên đây, thì em muốn trình bày lên đây thì các cơ quan chức năng thì khi mà xử lý cái vụ việc thì cũng phải hợp tình hợp lý, chứ có nhiều khi nghiêm khắc với những người mà yêu nước, ủng hộ đảng và nhà nước, thì trong khi đó những cái bọn kia nó đưa cái mặt trơ mặt lì ra thì cũng bỏ qua cho nó thôi. Thì có ý kiến là giống như em nói là trên ở Việt Nam thì các ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh rất là nhiều người, nhưng mà ít có trường hợp nào mà giống như là ca sĩ anh Duy Mạnh, hoặc là các cái giống như là Khắc Việt, hoặc là Sơn Tùng, MTV, thì những người đó là phải nói là đứng ra công khai dạ chào chị Phạm Phượng, mà ủng hộ chính quyền, ủng hộ đảng và ủng hộ các bác lãnh đạo. Nên những người đó phải được bảo vệ, phải được ủng hộ. Nếu mà em là giống như là nghệ sĩ, em thật ra nếu mà em là ở địa vị của em như anh Duy Mạnh thì em cũng hành động như anh Duy Mạnh thôi. Thì mình sinh ra và lớn lên ở một đất nước thì mình cũng phải có trách nhiệm để bảo vệ, hoặc là mình đóng góp được cái gì cho đất nước thì mình đóng góp thôi. Cho nên các bạn trẻ, các bạn mà cờ đỏ yêu nước, mình không dám mà khuyên bảo gì, nhưng mà theo cái ở cái địa vị như mình á, thì mình cũng sẽ hành động như Duy Mạnh. Tại vì mình, cái đất nước của mình sinh ra, cái đất nước của mình lớn lên thì mình có nhiệm vụ bảo vệ thôi. Thì cũng giống như là mình có nhiệm vụ bảo vệ cái căn nhà mình ở. Thì theo người ta nói thì ăn cây nào rào cây đó. Chứ có những người, có những người ca sĩ, hoặc diễn viên, hoặc là nghệ sĩ, thì tuy là hoạt động ở Việt Nam, có cuộc sống ở Việt Nam, phải nói là kiếm tiền ở Việt Nam, nhưng mà rất là thờ ơ với cái cái hiện trạng ở Việt Nam, là cái nhiều khi còn lại theo bọn mà chống cộng ở hải ngoại, chỉ trích rồi bôi nhọ nhà nước Việt Nam một cách vô lý.
Những người đó là những người phải nói là rất là tầm thường. Chào Thanh Thanh. Còn những người như anh Duy Mạnh thì rất là hiếm. Nhưng mà khi mà anh Duy Mạnh đứng lên mà vì quá bức xúc với cái bọn mà chửi bới chính quyền thì có những cái lời lẽ nó không được kiềm chế thì lại bị xử phạt, bị chế tài. Thì mình thấy nó cũng không công bằng cho những người giống như anh Duy Mạnh. Thì mình hy vọng là các cơ quan chức năng khi mà xử phạt hay là cái gì đó thì cũng hợp tình hợp lý, phải điều tra, phải tìm hiểu những cái nguyên nhân dẫn đến những cái bức xúc của những người như anh Duy Mạnh. Thôi, mình chỉ có cái video ngắn ở đây thôi. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã lắng nghe cái video. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở cái video sau. Đất nước ta có 4.000 năm dân hiến lịch sử kiêu hùng, cho nên chúng ta cùng nhau giữ nước và yêu nước. Đúng rồi em, thì mình là công dân của Việt Nam. Mình tùy trường hợp, thì có những trường hợp giống như là bài ca chương, có những trường hợp như anh Duy Mạnh thì ảnh là mình hỏi nói ảnh là một một người cá tính, thì khi mà nghe cái bọn kia nó xuyên tạc thì ông chào cậu, nghe cái bọn kia nó xuyên tạc nó chửi bới thì ảnh bức xúc quá thì ảnh chửi bới, ảnh chửi lại thôi. Còn những cái trường hợp khác thì chuyên lên mạng chửi bới thì cái đó thì mình cũng không có, mình không có ý kiến, tại vì người ta, mấy người đó người ta có cái lý do của mấy người đó, mình cũng không có theo dõi, mình không có theo dõi sát sao những cái trường hợp đó, cho nên mình cũng không dám có ý kiến. Đúng rồi em, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Thì anh không, anh sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, anh không có, bây giờ thì anh không có sống ở Việt Nam, nhưng mà những cái gì ở Việt Nam thì anh muốn đất nước thì lúc nào cũng yên bình giống như bây giờ, để cho người dân sống một cuộc sống thanh bình. Chứ anh không muốn mà Việt Nam phải xáo trộn giống như những nước quốc phú. Đúng rồi, mình ở Cali. Chứ anh thì không có muốn mà thấy Việt Nam cái cảnh giống như là Syria hay là Libya hoặc là Iraq, những cái nước ở Trung Đông rất là hỗn loạn, người dân thì thường xuyên là nạn nhân của khủng bố rồi đủ các kiểu. Thì cho nên mình thấy cái đất nước Việt Nam của mình tuy là nó cũng còn có nhiều vấn đề để mà hoàn thiện, nhưng mà hiện tại thì Việt Nam rất là yên bình, rất là thanh bình. Người dân Việt Nam cần cần có một cái sự yên bình, cái sự thanh bình để mà làm ăn sinh sống. Thì lúc nào mình cũng hy vọng là như vậy, lúc nào mình cũng muốn đất nước Việt Nam là như vậy. Thôi, mình xin chào tạm biệt các bạn ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video khác. Dạ, còn bài cậu, bài Mina, bài ca trương, bài Quốc Phú.